Giờ bên đó tỏ tình với em. Lúc đó em đang thi lái xe ô tô. Anh cứ kêu là em ơi là bạn gái anh nha. Đang thi mà đang học bài bực quá kêu kêu. Bực quá. Để thi xong đã là tính. Không mà em thi mà em bị vượt cái phần mô phỏng. Sau em học lại mà đang ôn bài mà. Em ơi là bạn gái nha. Anh nói là thi xong rồi quen mệt. Lỡ thi rớt luôn sao? Em thi xong rồi anh lên cái chỗ thi của em luôn. Cái anh nói em thi đậu. Đâu đâu. Em là bạn gái anh nha. Trời ơi cái kết quả mà cứ làm hoài. Cũng chưa nhận, chưa nhận lại luôn. Chưa. Cho tới khi em biết kết quả em đậu bằng lái xe rồi bắt đầu em mới chấp nhận. Wow, đáng yêu quá. Wow, rất là trẻ nha. Rồi, mời hai vợ chồng giới thiệu về mình. Em chào anh Quốc Thuận, chị Thanh Vân và toàn thể khán giả trong trường quay. Em tên là Nguyễn Hồng Minh Quân. Em hiện tại đang công tác tại sư đoàn 309. Quân năm nay nhiêu tuổi rồi? Dạ, năm nay em 31 tuổi ạ. Vị trí của Quân hiện nay gọi chính xác đó là gì ạ? Dạ, hiện tại là em là nhân viên kỹ thuật bên xe. Xe ô tô là chính ạ. Xe. Dạ, con chào chú Quốc Thuận và chị Thanh Vân cùng toàn thể quý khán giả có mặt trong trường quay. Con tên là Lê Thị Thanh Trúc, năm 1997, hiện là nhân viên văn phòng. Hai bạn là cưới nhau được bao lâu rồi? Dạ, tính tới thời điểm này là 2 tháng. Ôi, son thật sự. Quá son luôn. Hai bạn gặp nhau như nào? Dạ, tụi em có cơ duyên gặp nhau ở Phà Cát Lái. Lúc đó em đại diện cho quận chính. Còn ảnh thì đại diện cho quân đội. Là lúc đó đi cuộc meeting diễu hành quân đội. Rồi cái ấn tượng đầu tiên mà em nhìn thấy anh bộ đội này đó là cái gì? Nhà xấu. Nhà xấu. Ốm mà ốm đen. Đen nè. Em làm bộ đội cho nên là nhìn thấy bộ đội em thích lắm. Mà lúc đó có nhiều đơn vị lắm. Đơn vị nào cũng mang đồ khác nhau. Cho nên là em cứ tới một đơn vị em xin chụp hình chung. Chạm hình đó em về hỏi ba là đơn vị nào. Thì vô tình là có hình của ảnh. Là em đến em xin chụp ảnh cùng anh ấy. Quân có bất ngờ không? Em cũng cảm thấy bất ngờ bởi vì là ít người mà xin chụp hình như vậy lắm. Cái lúc đó là Quân mặc quân phục hay là mặc đồ bình thường? Dạ lúc đó em mặc đồ giả chiến ạ. Lấy vợ đẹp ra hay là đi quân đội đẹp ra? Dạ lấy vợ đẹp ra. Thế thì Quân thì sao? Quân có ấn tượng gì với cô gái này không? Ấn tượng đầu tiên của em là tự nhiên là có một cô gái tới mà xin chụp hình chung với mình. Là mình đã sẽ là có ấn tượng rồi. Lúc mà nhìn từ xa là rất là lăng xăng. Nhoi á, nhoi luôn. Nhoi, lo nhoi đó. Cứ chạy hết chỗ này đến chỗ kia rồi xin chụp hình. Nhưng mà ở đây thích không? Thích nên là bây giờ mới được thành vợ chồng. Gu này là gu nhoi anh. Còn vợ thì sao? Anh ấy có phải gu của em không? Dạ không ạ. Dạ không ạ. Trong cái buổi meeting đó thì em có nhìn thấy những cái bóng dáng của các quân nhân, của các anh chiến sĩ, em có để nào khác ngoài này không? Dạ có. Nhiều quá. Nghe mắt phản thực lên vậy anh. Ôi trời. Giống như ngày hôm qua vậy đó. Trong mấy cái tấm hình đó thì em có để hai anh, nhưng mà em không có xin số điện thoại. Thì có anh này mới xin số điện thoại. Ủa mà lý do gì xin số điện thoại của ổng? Ảnh xin em. Dạ, em xin. Cũng may là ổng xin đó nghe. Tức là gặp nhau bao lâu thì là bắt đầu có cái dự meeting đó là năm 2018. Là bây giờ là 5 năm rồi. Khi em có điện thoại rồi đó Quân, em liên hệ cô này liên tục đúng không? Dạ em có liên hệ rồi, có 8 tỉnh đi chơi tìm hiểu á, 6 tháng nhưng mà tìm không hiểu. Đến khi nào thì em mới có cảm tình với anh này? Tới năm 2022. 4 năm luôn hả? 4 năm là hai người làm gì vậy? Ảnh của em 6 tháng nhưng mà em không có thích. Tại vì em suy nghĩ là nếu mà quen bộ đội thì mình sẽ một mình hoài, mình không có hạnh phúc. Em chỉ ngưỡng mộ mấy anh bộ đội tại vì mấy anh giống ba em á. Hai tụi em ngừng liên lạc với nhau. Thì cho tới năm 2022 thì tụi em có liên lạc lại. Lúc đó dịch thì em bán hàng online thì ảnh mua thường xuyên. Đây là một cái cách để cưa đây nè anh này. Đầu tư đó. Có đầu tư. Em ở đơn vị thì cũng buồn, độc thân nữa. Các anh có vợ thì nhiều khi là đơn vị còn có thể tạo điều kiện cho về với vợ một tí. Còn như thế em là cấm hẳn 100%. Em mới lên trên mạng rồi kiếm mua mấy cái đồ ăn vặt rồi các kiểu á. Thì gặp vợ cũng đang bán. Lúc đó vợ đang bán. Lý do gì mà em lại quay trở lại với cô gái này? Thời gian sau á thì khi mà mua hàng online xong á thì có nói chuyện nhiều lắm. Em cũng có gọi là tán tỉnh. Thì vợ em ấy thì cũng dạng như là lúc nhã mà lúc đớp á. Vợ em cũng có mấy câu mà cũng dạng như là thả thính thì tán ngược lại em á. Cho nên là từ từ rồi hai người mới bắt đầu quen lại. Ủa tại sao vậy? Tại sao lại quay xe hướng về ảnh vậy? Đâu anh ơi, đây là chắc là phải khách này là sộp nè. Đây là có một chút gọi là đúng, đúng rồi, đúng rồi. Biết ngay rồi. Bạn anh mua hàng anh hay bo em đó. Thông minh. Bây giờ mình đến cái giai đoạn mà hai đứa bắt đầu tìm hiểu lại đó thì nó có kỷ niệm gì thú vị kể cho anh nghe đi. Sau một thời gian mà mua hàng như vậy đó là bắt đầu nói chuyện lại chắc là từ tháng 6 á.
cũng gần gần hết dịch rồi. Thì bắt đầu nói chuyện lại đến hồi tháng 8, tháng 9 gì em có dịp về dưới nhà vợ em. Em có tự tay em đan một cái túi sách nhỏ nhỏ như vậy nè. Ôi khéo tay túi không sách. Xong đem xuống tới tận nhà em tặng. Tính là gửi ship nhưng mà em bảo là thôi thì mình tự ship đi sẽ chân thành hơn. Thì em mới tự xuống, vợ em gửi cho em một cái định vị. Nhà vợ với nhà nội là quay cái đít vào nhau. Định vị sao em chạy lại chạy thẳng một mạch vô ngay nhà nội luôn. Hôm đó là nhà vợ lại có giỗ đông lắm, có cả ông ngoại ngoài quê vào nữa cơ. Vô thẳng nhà nội luôn. Duyên đấy. Ồ, đúng là duyên luôn á. Công nhận. Khi gặp lại thì cái cảm giác em như thế nào? Cũng như là khi mà em nhận cái món quà của Quân á, lúc đó thì em cảm nhận ra sao? Lúc mà gặp lại thì mập, đẹp, nhìn đẹp ra. Anh kêu là em mở gói quà ra đi. Cái em mở ra, trời ơi, đẹp như vậy sao em hỏi, anh làm à? Anh làm á, em thấy đẹp không? Dạ đẹp, xong em cất tới giờ luôn. Có mời vô ăn đám giỗ rồi có giới thiệu với dòng họ với bà con được không? Em không có mời mà nhà em mời luôn. Mẹ em nhiệt tình á. Ngồi đi con ăn này con qua tới nơi gấp đồ ăn cho ăn luôn. Mẹ có thấy cái hình ảnh mà người con trai này tặng quà cho con gái của mẹ không? Dạ có, lúc đó là tất cả mọi người đều thấy luôn. Bạn này rất tâm lý nha, phụ nữ ai mà chả thích túi. Đúng rồi. Còn túi tụ làm nữa, trời ơi, đổ cái một. Bà con có xúm lời hỏi sơ yếu lý lịch gì không? Dạ có ạ. Nhất là các bác hỏi rất là nhiều. Các bác hỏi là ở đâu rồi, quen được bao lâu rồi. Với lại là có mấy chị nữa. Mấy chị kêu là Chúc là chưa bao giờ đưa ai về nhà hết á. Nay mà dẫn về mà còn dẫn ngay đám giỗ luôn. Là cả dòng họ luôn là biết rồi. Là coi như ra bác luôn rồi đó. Dạ. Áp lực không? Dạ không, tại vì em bộ đội á thì cái tính của em nó tự nhiên quen rồi. Rồi đến bao lâu thì hai đứa mới chính thức quen nhau? Tới tháng 9 thì tụi em mới chính thức quen nhau. Từ cái đám giỗ, tháng giỗ đâu, tháng mấy? Đám giỗ là tháng 5. Là 4 tháng sau. Bên nào tỏ tình với bên nào chứ? Giờ bên đó tỏ tình với em. Lúc đó em đang thi lái xe ô tô. Anh cứ kêu là em ơi em làm bạn gái anh nha. Đang thi mà đang học bài bật á, kêu kêu bật quá. Để thi xong đã là tính. Lúc mà em thi mà em bị trượt cái phần mô phỏng. Sau em học lại mà đang ôn bài mà em ơi em làm bạn gái nha. Anh nói là thi xong rồi quen mệt quá, lỡ thi rớt nữa làm sao. Em thi xong rồi anh lên trên chỗ thi của em luôn. Cái anh nói em thi đậu không? Đậu. Em làm bạn gái anh nha. Trời ơi, chưa biết kết quả mà cứ làm hoài. Cũng chưa nhận lời luôn. Chưa. Cho tới khi em biết kết quả em đậu bằng lái xe rồi bắt đầu em mới chấp nhận. Ví dụ như bữa đó con bé nó rớt rồi sao ta? Thì chắc là không có ngày hôm nay. Ba lần em tỏ tình đều bị từ chối là lý do ta đang học vậy á. Em có quê không? Dạ không, phải kiên định với mục tiêu lý tưởng của mình chứ. Hay à, đó các bạn học tập chưa, nha. Nghe chưa? Mà mỗi lần em tỏ tình như vậy á là em phải chạy gần 60 cây số, tại từ nhà em xuống với Châu Đức và Địa Vũng Tàu lận. Trời. Wow, đẹp trai không bằng trai mặt nha các em. Ủa, mà em thấy tội nghiệp không? Nó ra đi một quãng đường xa thì là xa, xong mà ba lần bị từ chối. Đều bị từ chối. Có lẽ là không phải là từ chối mà là kế hoãn binh thôi. Nên em nghĩ lại càng làm cho bạn này bạn ấy nuôi thêm hy vọng. Sao không chọn cái giờ người ta nghỉ ngơi á, hoặc là cái giờ người ta ăn cơm, hoặc cái giờ người ta đang vui á, tỏ tình ngay chân cái lúc mà người ta ôn thi là sao vậy? Cái giờ giấc thì em nghỉ rất là khó. Thì cái khoảng thời gian em nghỉ là đa số là em phải báo đơn vị, em xin được phép em mới được đi ra khỏi đơn vị. Xuống là toàn là những cái giấc đó thì em phải tỏ giấc đó chứ. Tranh thủ đấy anh ạ. Quá trình yêu nhau á thì hai bên gia đình có tác hợp không? Lúc mà hai đứa quen thì gia đình em rất là hợp tác. Như là tháng 12 á là gần Tết á thì ba có nói chuyện với hai đứa. Thì ba mới nói là bây giờ mà có yêu nhau, có cưới nhau á thì chồng em về nói với ba mẹ, kêu ba mẹ xuống cưới. Xin cưới đàng hoàng cho quen tiếp, còn không thì thôi hai đứa chia tay tìm mối khác, chứ đừng có ương ương dở dở như vậy thì tốn thời gian cả hai. Thì là anh này kêu xuống luôn. Gia đình em thì anh biết là sẽ ủng hộ rồi đó, còn cái gia đình Quân thì sao? Gia đình em á là phải, nếu mà gặp được bạn vợ em hiện tại á là gặp là lúc là tới Tết, ra Tết năm ngoái lần đầu tiên gặp á, thì nói chung là ba mẹ cũng có cảm tình, bởi vì là vợ cũng nhiệt tình lắm. Khi vào nhà cũng nhiệt tình, cũng năng nổ, cũng có như là vào cũng hay phụ làm việc này và kia, cho nên ba mẹ cũng thích ưng. Vừa ra Tết xong là mùng 7, mùng 8 gì á Tết á là ba mẹ kêu là xuống dưới nhà, xuống hẳn với nhà vợ luôn là nói chuyện á. Mới gặp lần đầu, gặp được có một lần một là xuống nhà rồi. Trời, tức là hai bên gia đình là không có gì sóng gió hết. Đúng rồi. Khi mà Quân mà ra mắt chỉ có mẹ vợ thấy thôi. Thế còn ba thì như thế nào? Nói chung là ba cũng ưng em, tại vì em cũng bộ đội giống ba. Khi mà em tới nhà lần đầu tiên luôn á thì em không có chào bác. Em chào ba mẹ luôn. Trời ơi tới cái phần này chắc mặt rồi. Anh không có muốn hỏi nhưng mà bắt buộc phải hỏi. Cái đêm tân hôn nó vui không? Quá vui. Nên hỏi ra đêm tân hôn ta phải vui chứ. Bây giờ câu chuyện rất là vui luôn. Đó là cái phòng em ở là làm phòng tân hôn luôn á. Từ trước tới giờ em ở là không sao hết.
Cái hôm mà em rước vợ em về tới nhà, cái một là tối hôm đó là trời mưa to, cái nhà dột, tự nhiên dột ngay trong phòng em. Ok. Điểm quan trọng nhất đúng. Mà lại là bị dột như vậy sao đúng? Em cũng không biết nói gì hết. Tự nhiên đang nằm nhìn lên trần nhà cái nước dột. Anh ơi nước dột kìa. Ấy là đâu có tân hôn cho anh. Lo cầm thau làm khăn vô hứng nước. Xong rồi cứ hai đứa cứ suy nghĩ thôi. Để khi nào đi hưởng tuần trăng mật rồi bù sao cũng được. Nguyên đêm có bù không? Coi như là nguyên đêm đó hai chồng coi như là để thau hứng nước vậy đó. Ủa nhưng mà hỏi nè, có vừa hứng nước vừa đếm tiền không? Đếm tiền thì có bậc phụ huynh đếm rồi, cho nên là tụi em không cần đếm nữa, chỉ có hứng nước thôi. Rồi cầm trăng mật thì sao? Tụi em đi trăng mật là ở Nha Trang, thì đi chung với gia đình với anh chị của em luôn. Thì anh này anh say xe, đi là 3 ngày 2 đêm. Cái đêm đầu tiên ra thì say xe, ngủ thì mình không nói rồi. Cái đêm thứ hai cũng ngủ luôn anh. Tới khuya em kêu, anh ơi. Anh ơi. Mình đi hưởng tuần trăng mật mà. Rồi tới là ngủ. Đến thứ ba là về rồi đâu có làm gì nữa. Ủa? Là coi như nó là nó alo anh nghe. Alo nè. Alo anh nghe. Ủa anh? Ba đêm rồi mà một đêm đầu là hứng nước, hai đêm sau thì ngủ. Ủa? Em có mong chờ cái đêm tân hôn không Quân? Mà sao em thấy em hờ hững quá vậy? Em lái xe được, lái được em không say. Nhưng mà em ngồi sau em bị say xe. Mà em say là hay bị say nguội lắm. Xong nhiều khi là đi 8 tiếng đồng hồ là em say khoảng chừng 2 ngày cơ. Trời ơi, say nguyên 2 ngày luôn. Nên không đâu làm ăn được gì em. Hương ha. Hương say xe rồi, say cano rồi, say thuyền, say đủ thứ. Trời ơi này, đi đến Nha Trang là mệt rồi. Xong lại từ Nha Trang lại về nữa, lại mệt tiếp nữa. Đó. Lại say tiếp. Chắc tôi nghĩ chắc cũng phải dọn dẹn chắc nửa tháng nữa co. Rồi bây giờ hai đứa lấy nhau về được là 2 tháng đúng không? Trong 2 tháng về ở với nhau thì em thấy ở cái người vợ của mình có những cái điểm gì mà em cảm thấy em rất hài lòng? Khi mà vợ mà ở nhà á là luôn luôn bám theo mẹ luôn. Bám theo mẹ em là... À tức là mẹ, vợ rất hợp với mẹ. Vợ hợp với mẹ. Tuyệt bám vời. Theo mẹ. Sáng dậy đi chợ nè, ở nhà là trong bếp phụ mẹ các kiểu nè. Nói chung là cứ bám theo mẹ. Mẹ đi đâu là bám theo đó. Mẹ ra đường bám theo mẹ ra đường. Mẹ đi vô trong nhà bám theo mẹ đi vô nhà. Ủa? Vậy là yêu mẹ chồng. Trước khi mà lấy chồng á, em coi mấy bộ phim mẹ chồng nàng dâu á, xong em thấy là trời sao mẹ chồng gì đâu mà ghê quá, sợ. Em không có dám lấy chồng, mẹ sợ. Mà xong thấy mẹ chồng tuyệt vời quá vậy, hiền lắm, hiền như cô tiên nhá. Ờ. Chiều em từ giấc ngủ cho tới bữa ăn luôn. Ví dụ như ăn thì kêu là hôm nay con ăn gì mẹ đi mua, ăn được không con mẹ. Hoặc là con thích ăn cái gì. Nên là em quý. Thế còn em thì sao? Trước khi mà lấy ảnh á thì em có nói với anh là em thích một người giống như ba em. Là tâm lý, hiền, biết quan tâm, lo lắng, ga lăng. Ảnh có đủ hết luôn. Đôi này là rất là sướng ở chỗ là bố cũng tuyệt vời mà mẹ chồng cũng tuyệt vời luôn. Chả còn cái gì điều gì để mà nói đó. Thế có, bây giờ hỏi này này, có thể có gì không hài lòng với nhau không? Đó. Dạ, ảnh thích thả bom. Thả bom. Ảnh ngồi trong phòng mới lạnh á. Ảnh cũng giống như sáng sớm. Dạ, vợ yêu buổi sáng. Chung vợ yêu ngày mới tốt lành. Sao ảnh cái tuổi. Trong xe hơi cũng vậy. Em ơi, anh chuẩn bị. Nó có vậy mùi không em? Cái điều kinh khủng nhất ấy là có bao giờ chùm chăn lại không? Dạ có luôn. Có luôn. Ôi. Lâu lâu anh mới về, một tuần anh mới về và anh phải làm một cái điều đó cho em đáng nhớ. Này cưng, chùm chăn lại, thả. Em không có gì kinh khủng bằng luôn. Chưa kể là anh mở cửa phòng ra. Em ơi. Đóng cửa phòng lại. Những lần như vậy mình thấy phản ứng của vợ mình vui lắm không Quân? Dạ vui với anh. Nhưng mà vợ em cũng đâu có kém đâu. Vợ cũng không kém. Rồi chúc em khai. Một hồi tới em đi nghe. Rồi tiếp tục. Đi nói nữa. Gì nữa? Mỗi lần cọc là như thế nào? Em. Hả? Là vậy thôi hết rồi. Ủa vậy thôi. Em à? Không nữa là đập đồ này kia. Em nói rồi mà không nghe vậy đó. Ồ. Nhưng mà mỗi lần vậy thì em sợ không? Dạ không, tại kiểu như ảnh kìm được cái bản thân của ảnh á. Em vậy thôi. Thôi vậy thôi. Không thôi. Trời ơi, còn cái gì ghê gớm hơn nữa không? Vậy đâu thế nào vậy? À đập đồ đúng không? Đập đồ. Là có đập đồ đúng đập không? Đập hỏng không? Đập mạnh đó, kiểu như là cầm cái chổi đập mạnh đúng xuống rồi. Cái mà, nhưng mà không phải là đập vỡ đồ đúng không? Dạ đúng. Có khi nào ảnh về nhà ảnh mang những cái phong thái của người lính về nhà hay không? Dạ có, giống như là sáng 5 giờ sáng. Em ơi, dậy nhẹ tập thể dục với anh. Mà em có thích không? Dạ không. Cái đó là tật xấu đó em. Mỗi lần em không thích thì sao? Không, em ngủ nữa. Dậy
Không, rồi em quấn khăn em trùm lại em ngủ. Là ba thật xấu rồi đó em. Thôi bây giờ đến lượt Quân đi. Quân bóc phốt chút đi. Vợ em thì cũng đâu có kém em đâu. Thì trong xe hơi cũng vậy thôi. Em mà có thả bom á thì em còn nói cho vợ. Vợ đây im im mà. Làm nó im luôn mà không nói năng gì hết. Rồi em đâu có chạy được nữa đâu. Rồi gì nữa? Còn tật xấu gì nữa? Dạ, tật xấu thì cũng không có nhiều nhưng mà cũng hay gọi là mít ướt lắm ạ. Hay khóc lắm, dễ khóc lắm. Dễ khóc. Nói cái gì mà mình ý của mình á là mình không có cái ý nó tới như vậy mà kiểu như lại cứ nghĩ sâu xa đó. Thành ra lại tự buồn tự khóc. Hay suy diễn đúng không? Dạ, hay suy diễn lắm. Mỗi lần thấy vợ khóc vậy thì em như thế nào? Thấy khóc rồi bắt đầu lại phải xin lỗi, nịnh. Chứ biết sao không vậy? Biết trời trăng gì cũng xin lỗi luôn nghe hả? Dạ không, không biết gì cũng xin lỗi. Phải biết nhận lỗi. Không sai mà vẫn nhận lỗi, đây là một người đàn ông tuyệt vời. Thấy thương không? Không sai, không phải nhận lỗi. Quá thương luôn. Thế em có muốn vợ thay đổi điều gì không? Bớt mít ướt lại tí, suy diễn nhiều quá. Cho nên là khiến nhiều người em áp lực đau đầu nhưng lắm. Nhưng mà em phải thương bạn ấy vì bạn ấy phải xa mẹ, dạ xa bố, xa gia đình để về làm dâu nhà em. Người phụ nữ sẽ tâm lý luôn luôn là như thế. Khi mà mình phải xa gia đình để mình về một gia đình mới ấy, thì mình sẽ bị nhớ bố, nhớ mẹ đúng không em? Nhớ nhà mình hay khóc đúng không? Mỗi lần mà thấy vợ khóc ra ôm lại ôm vợ thật là chặt. Và chỉ đơn giản thế thôi, chứ ra phụ nữ đâu cần gì hơn đâu đúng không em? Thế còn Trúc thì Trúc mong muốn Quân có những cái thay đổi gì không? Hiện tại thì không, tại vì ảnh đã tuyệt vời. Ôi đáng yêu thật sự. Thế hai vợ chồng có dự tính là khi nào có em bé không? Tụi em đang tính là chắc khoảng năm sau thì mới bắt đầu gọi là sản xuất, thì năm sau nữa thì mới có được. Rồi. Chúc cho hai vợ chồng sẽ có một thiên thần đúng như là hai vợ chồng mong muốn luôn, bản sao của hai vợ chồng luôn nha. Rồi. Cảm ơn. Em cảm ơn anh chị nhé. Dạ chào anh. Bây giờ thì em giới thiệu một số những cái thông tin cơ bản về bản thân của mình, họ tên, ngày tháng năm sinh, tên tuổi, quê quán cũng như là công việc hiện tại của mình nhé. Dạ em tên là Cao Thị Thùy Trang. Em sinh ngày 7 tháng 2 năm 1997. Quê của em là ở Bình Phước nhưng... Hiện tại em cũng đang ở Bình Phước luôn. Dạ. Rồi. Em đang ở Thành phố Hồ Chí Minh. Dạ đúng rồi. Em đang học ngành gì? Dạ hồi trước thì em học kế toán. Sau khi ra trường thì em có đi làm kế toán gần 4 năm. Công việc đó không phù hợp cho nên là em mới nghỉ việc và em đang làm một công việc khác, là em đang làm livestream ở trên mạng đó. Livestream trên mạng thì dạ. Em kết hợp với công ty hay là tự mình làm cá nhân? Dạ em có kết hợp với công ty ạ. Kết hợp với công ty để làm livestream trên mạng thì cái công việc đấy chiếm nhiều thời gian trong ngày của em không? Dạ có, tại vì em đang training đó anh. Có nghĩa là em nghỉ việc kế toán rồi, xong rồi em đang trong quá trình training để em làm. Và có khoảng thời gian này giống như là em đang đi học đó. Rồi. Vậy thì em tham gia bạn muốn hẹn hò với mục đích gì? Dạ có mục đích là tìm kiếm nửa kia của mình với lại được lên TV. Thì cái lời kia viết lại được lên TV ha. Dạ. Rồi, ok. Em là một cô gái như nào, có điểm mạnh, điểm yếu ra sao? Dạ, em là một cô gái với cái bên ngoài thì thường là sẽ rất là nhẹ nhàng. Nhưng mà em lại nóng tính, hướng nội. Hướng nội. Điểm mạnh của em, dạ. Điểm mạnh của em chắc là em hài hước và làm cho mọi người cảm thấy vui vẻ. Còn điểm yếu như em đã chia sẻ là em khá là nóng tính. Cho nên là em nhiều lúc thì sẽ không kiềm chế được cảm xúc. Nếu mà không kiềm chế được cảm xúc thì em thường như nào? Dạ, hồi trước thì em thường là nói ra những cái điều không hay đối với người đối diện. Nhưng mà dần thì em đã nhận ra là khi cái việc đó có một người khác nói với mình thì mình sẽ cảm thấy nó tệ như thế nào. Thì em lại đem cái chuyện đó em làm với người khác, cho nên là dù thì em đang cải thiện bản thân mình để không trở nên như vậy nữa. Cho nên là thường những lúc mà em cảm thấy mất bình tĩnh thì em sẽ im lặng và một mình. Rồi, trước giờ em có mấy mối tình rồi chưa? Dạ, trước giờ thì em có 4 mối tình đằng sau rồi. 4 mối tình đằng sau.
Mối tình lâu nhất là bao nhiêu lâu em? Dạ là gần 3 năm ạ. Mối tình đó diễn ra như thế nào thì kể cụ thể cho anh nhé. Dạ, mối tình đó thì tụi em quen nhau ở trên mạng. Bọn em cũng yêu nhau rất là nhiều và bạn đó thì rất là không có gì để em phàn nàn hết, bạn đó rất là tốt với em. Nhưng mà cuối cùng thì tụi em cũng chia tay là do em cảm thấy là có sự khác biệt về gia cảnh, có nghĩa là cuộc sống nó sẽ khó có những cái đồng điệu với nhau được, cho nên là em quyết định chia tay. Cái khác biệt gia cảnh với lại cuộc sống không có đồng điệu đấy, lo là những cái ý như thế nào? Dạ, giống như là gia đình bạn đó thì quá có điều kiện, và bạn từ nhỏ đến lớn thì bạn đã sống trong một cái môi trường khác em, cho nên là dẫn đến khi mà hai người ở với nhau, đi với nhau thì sẽ có những cái quan điểm rất là khác. Cho nên là dần dần đó thì tụi em không có cãi nhau về cái chuyện tình cảm nhiều, nhưng mà lại tụi em lại có những cái mâu thuẫn bởi vì tụi em bị bất đồng quan điểm với nhau. Rồi. Em độc thân bao nhiêu lâu rồi nhờ cha? Dạ em độc thân được hơn nửa năm rồi. Độc thân hơn nửa năm. Dạ. Em biết tới bạn muốn hẹn hò qua kênh truyền thông nào? Dạ TV ạ. À TV. Rồi ok, bây giờ thì em nói cái mẫu người của em mà em muốn tìm đi, thì bọn anh sẽ tìm ra cái người như thế. Dạ em muốn người điềm đạm, trưởng thành hơn em. Cái kiểu mà em thích là kiểu người điềm đạm và trưởng thành, cao trên 1m75 và hiện cũng đang sinh sống ở Sài Gòn giống em. Cao trên 1m75, thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Công việc nghề nghiệp. Dạ là em có một người độc lập tài chính ạ. Độc lập tài chính. Dạ. Rồi thế vậy bạn ấy quê quán vùng miền của bạn ấy thì sao em? Dạ quê ở đâu cũng được, chỉ cần là khi mà tụi em có tìm hiểu thì tụi em sẽ không bị cái vấn đề là yêu xa. Không yêu xa. Thế thí dụ bây giờ mà tìm được cái người mà phù hợp ấy thì em nghĩ là khoảng bao nhiêu lâu thì tiến tới hôn nhân được? Dạ. Có thể là trong vòng 1 năm hoặc là ngắn hơn nếu như mà em cảm thấy thật sự phù hợp và sẵn sàng, cảm thấy cảm giác có được cảm giác an toàn đó. Ok. Tại vì deadline của mẹ em là 30 tuổi. Nhưng mà rồi ok, bây giờ là bố mẹ vẫn là đang ở Bình Phước luôn hả em? Dạ. Hồi xưa thì ba em có nói em là, tại vì ba em là fan cứng của chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò, cho nên là ba em có rất là nhiều. Thì ba em có nói với em là em có thể tham gia chương trình để ba em có thể lên TV. Thì hôm đấy mình cho ba lên TV. Rồi, ok, cảm ơn em nhé. Thì hôm nay cái buổi đầu tiên để mình làm quen nhau. Nếu mà tìm được cái đúng người mà phù hợp với lại những cái tiêu chí của em ấy, thì chương trình sẽ liên hệ lại với em ha. Dạ, em cảm ơn. Rồi, cảm ơn em. Dạ, cảm ơn chương trình. Bye. Xin chào anh chị ban biên tập chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Em tên là Trần Thị Thủy Trinh. Em sinh ngày 26 tháng 2 năm 1994. Em sinh ra và lớn lên ở Gia Lai và hiện tại thì đang sinh sống và làm việc ở Bình Dương. Công việc hiện tại của em là em đang làm việc cho một công ty nước ngoài, vị trí là marketing và phát triển sản phẩm. Công việc hiện tại thì cho phép em được tiếp xúc rất là nhiều với lại môi trường nước ngoài, và em cảm thấy là mình năng động, tự tin nhờ một phần công việc này. Em có khả năng giao tiếp tiếng Anh khá là lưu loát, tại vì đó là những yêu cầu đến từ công việc. Tiếp theo là về chiều cao, em cao 1m63, nặng là 57kg. Về bản thân, về tính cách của bản thân thì em dùng 3 từ để miêu tả về bản thân thì em là một người hướng thiện, tự tin và có trách nhiệm. Về ưu điểm của bản thân thì em là một người luôn luôn là tích cực, vui vẻ và biết cân bằng mọi thứ trong cuộc sống. Còn về nhược điểm thì hầu như nhược điểm là đến từ một phần là về tính cách của em, đó là em khá là nóng,
nóng tính, không kiềm chế tốt bản thân trong những cái tình huống công việc cần mà cần đưa ra quyết quyết định ấy, thì rất là hay bị nóng nóng nảy. Thứ hai là về công việc thì em là một người khá là cầu toàn, thành ra là bị khó tính trong công việc. Và thứ ba thì về vấn đề trong cuộc sống thì em là một người, tất nhiên là em luôn luôn nấu ăn mang đi làm thì cho thấy là em biết nấu ăn. Nhưng mà nếu mà để mà trong một nấu ăn cho cả một đại gia đình hoặc là cho đông người ấy thì em không có khả năng kiểu mà nấu cho nhiều người như vậy ấy, chỉ có thể nấu trong khuôn khổ gia đình thôi. Tiếp theo là em xin được chia sẻ về mẫu người bạn trai. Mẫu người bạn trai thì thứ nhất em mong muốn về ngoại hình là anh ấy phải cao hơn em. Hiện tại là em cao 1m63, thì em muốn là anh cao hơn em nhiều một chút xíu để em cảm thấy là mình có cảm giác được che chở ấy. Thứ hai là về ngoại hình. Thứ hai là về tình trạng hôn nhân gia đình thì là chưa độc thân, chưa kết hôn, không xăm chỗ, tôn giáo không hoặc là hướng Phật. Đồng thời thì không hút thuốc hoặc là uống rượu bia biết điểm dừng. Đó là một điểm cộng. Và không cờ bạc, không nghiện ngập. Tiếp theo là về tuổi tác. Tuổi tác thì em mong là người yêu hoặc là chồng của em thì phải lớn tuổi hơn em, lớn hơn nhiều không thành vấn đề. Tại vì đối với em là khi mà mình là một người con gái mà kiểu tính cách cũng hơi trẻ con, rồi sau này mình cũng sẽ già đi rất là nhanh ấy. Thành ra là mình nên lấy những người họ lớn tuổi một chút xíu, họ sẽ chững chạc, họ có trách nhiệm, họ sẽ biết cách nhường nhịn và yêu thương mình. Cho nên em muốn người lớn tuổi một chút xíu. Thật ra thì em là tuổi Tuất, nếu mà tuổi mà hợp với em thì sẽ là tuổi Ngọ và tuổi Hổ. Thành ra năm 1990 và năm 1986 là hoàn hảo với em. Nhưng nếu mà thật sự không thể match được cái tuổi như vậy thì năm sinh lớn tuổi hơn em là được. Về quê quán thì điều này em chia sẻ rồi, nhưng chia sẻ lại thì khá là phiến diện. Nhưng mà em không thật sự có cảm tình với những người đến từ miền Tây và không thích mọi người là quê ở Thanh Hóa. Tiếp theo là về tính cách của người đàn ông đấy thì thứ nhất là họ phải không ra trưởng, họ phải biết nhường nhịn, không chấp nhặt. Và về tài chính thì họ phải có nền tảng tài chính tốt, có công việc tốt và ổn định, ít nhất là phải tốt hơn em. Và nếu mà người đấy mà biết ngôn ngữ thì đó là một điểm cộng. Em rất là thích những ai biết ngôn ngữ. Em quên mất về sở thích của bản thân thì em là một người là yêu ca hát, yêu âm nhạc, yêu thể thao, thích xem phim và cũng thích đi du lịch nữa. Có khá là nhiều sở thích và sở thích thì cũng giống mọi người thôi. Ok, cảm ơn mọi người. Đào Thị Di Thảo, 29 tuổi, em ở Bình Định, hiện đang làm dược sĩ. Dược sĩ đi tiếp ra. Bên mình không thấy ai hỏi cái gì. Ủa là Thảo điểm mạnh điểm yếu của mình. Dạ chào mọi người ạ. Rồi điểm mạnh điểm yếu của mình là gì? Điểm mạnh là hòa đồng dễ gần, nói chung là hiền. Điểm yếu hả? Điểm yếu thì có lẽ hơi nhát một xíu, với lại kiểu độc lập á, kiểu không có dựa dẫm. Độc lập thì đó là điểm mạnh của mình mà, đúng không? Đôi khi độc lập quá nó lại là điểm yếu. Đôi khi độc lập quá nó lại kiểu nó hơi bất cần đó chị ạ. Thì bây giờ có cần không hay là bất cần nè? Bất cần là bất cần sao? Mình có thể cụ thể hơn được không? Kiểu như cũng không phải là bất cần lắm, mà kiểu như cái yêu cầu mình đưa ra mà đối phương họ không có đáp ứng được hoàn toàn, hoặc là có một cái gì nó đi ngược lại xíu là mình không có chăm trước á, kiểu hơi khó tính xíu. Ừ, là mình khó tính chứ không phải là rồi về mình có sở trường gì không chị? Sở trường quên mà. Mình có sở trường gì mà không Thảo? Dạ sở trường chắc cũng không có gì nổi bật chị, bình thường à, không có hát cũng không hay,
bình thường là cái gì, ví dụ như mình biết nấu ăn không, mình biết ca hát không, hay là cái gì đó? Nấu ăn thì biết nấu, nói chung là đỡ nấu một bữa cơm gia đình thì ok, có thể nấu đảm bảo được. Ca hát thì nói chung hát giao lưu với bạn bè thì được, chứ còn mà đỡ tự tiên hát trước đám đông rồi mọi người á, kiểu hát ca ra trong phòng ca ra thì thoải mái vui vẻ, còn hát trước mọi người thì không tự tin lắm. Ừ. Rồi về tình trường của mình sao rồi, mình đã lập gia đình chưa? Em chưa lập gia đình ạ. Tình trường thì nói chung là cũng trải qua hai mối tình, nhưng mà kiểu do cái tính chất công việc á, dược sĩ thì đa số là ở quầy thôi, không có thời gian tự do thoải mái nhiều á, nên là nhưng mà ví dụ như buổi tối mình về thì mình cũng có thể mình đi chơi, mình hẹn hò được mà. Nói chung là có, bây giờ hiện tại thì mình làm chủ nên là mình có thể thoải mái được cái giờ giấc buổi tối. Nhưng mà ban ngày thì bắt buộc phải có ở quay, tại vì quay độc lập không có... Từ đó giờ mình có mấy mối tình rồi, mình nói sâu vô những cái mối tình đó đi. Có hai mối tình rồi, mối tình... Đó giờ là mình trải qua mấy mối tình rồi. Nói chuyện nghiêm túc, nói chung là tìm hiểu thì hai mối tình đó. Rồi hai mối tình đó như thế nào, lý do vì sao mình chia tay mình kể cụ thể đi. Quen bao lâu? Mối tình đầu tiên thì kéo dài được tầm một năm. Do thay đổi, lúc đó làm ở trên Đà Lạt, xong rồi cái đi về quê xong cái khoảng cách nó xa, với lại là không có kết nối được á, nên là chia tay. Còn mối tình thứ hai thì quen được 6 tháng. Do khoảng cách rồi. Mối tình thứ hai thì quen được 6 tháng. Do kiểu như bạn nam thì kiểu ít chia sẻ với mình quá, mình không có kết nối được, mình không có nghe mà... được nè, mất sóng rồi hả? Đúng hình mất luôn sống. Rồi mất sóng hả? Mình cứ nói tiếp đi. Nói tiếp đi chị, tụi bên đây nghe rõ lắm, kệ không đó đi. Mối tình thứ bên bạn yếu quá nè. Rồi mối tình thứ hai mình sao Trang ơi? Alo, mình có nghe không? Nghe rõ ạ. Rồi mối tình thứ hai bạn là vì chia sẻ. Tại vì gia đình một phần, gia đình kiểu như có tới nhà bạn nó chơi, nhưng mà thấy gia đình kiểu như nó không có cái môi trường gia đình nó không có phù hợp với mình á, mình không có thể nào mà kết nối được, nên là mình dừng lại không quen nữa, xong rồi mình tập trung cho công việc. Nói chung là mọi người nghe rõ mà. Nghe rõ. Nên là đỡ tham gia chương trình này thì